Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Ngành nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 8 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, dù đã được nghe nói rất nhiều về HomeOS nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn chưa thấy một rò rỉ chi tiết nào về điều hành này của Huawei. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Le Point của Pháp thì vị giám đốc điều hành của Huawei nói rằng hệ điều hành của họ sẽ hoạt động trên các thiết bị chuyển mạch mạng, bộ định tuyến, trung tâm dữ liệu cũng như là trên smartphone. Theo hướng này thì HomeOS được định hướng khá giống với hệ điều hành Fuchsia của Google. Thậm chí là ông Nhậm Trí Phi còn tuyên bố rằng hệ điều hành HomeOS có thể nhanh hơn cả hệ điều hành Android của Google. Ông cũng khẳng định điều tương tự khi so sánh với macOS. Điều này cũng hợp lý vì HomeOS sẽ xuất hiện trên máy tính xách tay và máy tính. Theo Rain thì HomeOS có độ trễ khi xử lý các tác vụ dưới 5 ms. Tất nhiên là tuyên bố của ông Nhậm Chính Phi chỉ khẳng định lại một lần nữa những gì chúng ta đã biết. Chúng ta đã không ít lần nghe nói rằng HomeOS rất nhanh và có thể chạy trên nhiều thiết bị khác nhau. Và hy vọng là Huawei sẽ chỉnh lại hệ điều hành cây nhà lá vườn này tại hội nghị các nhà phát triển của công ty trong thời gian tới đây. Các bạn mến, Galaxy A80 sẽ chính thức lên kệ tại các cửa hàng bán lẻ di động trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 với mức giá bán lẻ đề nghị là 14.990.000 đồng cùng hai tùy chọn màu sắc là vàng hồng và đen. Với những khách hàng đặt mua chiếc Galaxy A80 từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 7 tại các cửa hàng phân phối chính thức của Samsung hay là trang bán lẻ trực tuyến của Samsung, các cửa hàng trải nghiệm sản phẩm của Samsung và Samsung Showcase sẽ nhận được các ưu đãi cụ thể như sau. Tai nghe không dây AKG i500 có cảm biến tiệm cận giúp tự động ngắt nhạc khi người dùng bỏ tai nghe ra khỏi tai, tiết kiệm pin, đồng thời có thời lượng pin lên tới 33 giờ nghe nhạc liên tục, trị giá 3.990.000 đồng. Chương trình trả góp 0% bằng thẻ tín dụng với thủ tục online nhanh chóng hoặc là thông qua các nhà tài chính và chỉ cần trả trước 30% và trả góp 0% lãi suất trong vòng 6 tháng. Cùng với đó là gói bảo hiểm tai nạn bất kỳ trong 1 năm. Đặc biệt khi người dùng đặt hàng Galaxy A80 tại trang bán hàng trực tuyến của Samsung, các cửa hàng trải nghiệm của Samsung hoặc là Samsung Showcase sẽ nhận thêm được bộ quà tặng Blackpink Galaxy A80 độc quyền, bao gồm một ốp lưng, một sạc thông minh và 5 thẻ ảnh Blackpink trị giá 2.490.000 đồng. Là chiếc smartphone mạnh nhất trong dòng Galaxy, thì Galaxy A80 được trang bị bộ vi xử lý mới nhất của Qualcomm. Con chip Snapdragon 730G 8 nm mạnh mẽ cùng với bộ nhớ RAM là 8GB và ROM là 128GB. Hoàn toàn có thể đem lại những cái trải nghiệm mượt mà, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Với dung lượng pin là 3.700 mAh của Galaxy A80 và tính năng sạc siêu nhanh Super Fast Charging với công suất là 25W, chỉ 30 phút sạc đầy 55% pin cho phép người dùng kết nối lâu hơn, mang đến sự tự do thoải mái để người dùng không phải bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trong cuộc sống. Các bạn mến, Sony Xperia 20 sẽ có màn hình Full HD cộng cùng với kích thước là 6 inch, tỷ lệ hiển thị sẽ là 21:9. Hình ảnh render trước đây cũng cho thấy là thiết kế gần như giống với Xperia 10, tức là sẽ không có tai thỏ hay là nốt ruồi, nhưng viền thì khá là dày. Là một bản nâng cấp của Xperia 10, thế nên là Xperia 20 sẽ sở hữu sức mạnh xử lý đến từ vi xử lý Snapdragon 710, nâng cấp từ con chip Snapdragon 630, cùng hai tùy chọn đó là 4GB RAM, 64GB ROM và 6GB RAM và 128GB ROM. Nguồn tin trên còn cho biết là Xperia 20 sẽ có hai camera chính với độ phân giải là 12 và 12 megapixel cùng kích thước là 158x69x8,1 mm. Tuy nhiên là chưa biết là camera thứ hai là ống kính góc rộng hay là tele hay chỉ là một cảm biến đo chiều sâu. Nếu Sony sử dụng một ống kính góc rộng thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều so với cảm biến đo độ sâu Xperia 10. Dự kiến là thiết bị này sẽ được bán ra vào mùa thu hoặc là mùa đông năm nay, không qua các nhà mạng tại Nhật Bản. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay cần đóng góp nào thì hãy để lại phía dưới phần bình luận cuối đời nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.